Đây là thanh niên đẹp trai nhất ngày hôm nay của chúng ta. Anh là gấu trúc panda, là cửu tướng của 9 đại hung thú, mang trong mình sức mạnh siêu phàm cấp 2. Một mình anh đã cân luôn con gấu Bắc Cực trắng. Sau đó anh quay lại với team mình, nở một nụ cười rạng rỡ. Khi chúng bạn thân, đám anh em đang định chúc mừng chiến thắng, thì bất ngờ bạch xà kêu lớn cẩn thận. Từ đằng sau con gấu Bắc Cực trồm dậy, nó giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên, tính tát vào mặt gấu trúc panda một cái thiệt là đau. Cái đám kềnh kềnh thấy vậy hoảng hốt, trúc cục ta cục tác báo hiệu nguy hiểm. Đòn tấn công này quá là trực diện, mang tính áp sát cực kỳ cao, khiến gấu trúc panda không kịp trở tay. Bất ngờ một tia sáng lóe đến, hóa ra đó là cửu vĩ yêu hồ. Cô ta đã dùng tốc độ tia chớp của mình lao tới trận đòn đánh kia. Một bàn tay gấu to là thế đã được cô trích cửu vĩ hồ này chặn lại trong gang tấc. Gấu trắng Bắc Cực thấy đo kích sắt của mình không thành công, nó gào lên uất hận. Cửu vĩ hồ thấy thế thì không để cho nó oai phong, cô dùng skin hỏa hệ của mình, một cột lửa lớn phun trào tới, nó bao bọc toàn thân con gấu trắng, thiêu đốt từng thớ da nước thịt của nó. Lúc này gấu trắng chỉ biết gào lên đau đớn, nó bất lực trước sức mạnh áp đảo này, luồng khí tức hỏa diễm này mạnh đến nỗi gấu trúc panda đứng cạnh bên cũng ối giời ơi luôn. Sức mạnh gì đây, thật là bá quá. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, con cầu trắng Bắc Cực này đã hóa thành gấu đen, nó nằm ùn xuống một cái. Bên trên là chị cửu vĩ yêu hồ đang đứng hiên ngang. Các em ơi, chúng ta cùng nhau mở bữa tiệc BBQ ngoài trời nào. Món chính hôm nay chính là gấu nướng, kính mời 500 anh em cùng các fan của Triệu Gia thưởng thức. Còn cậu trai trẻ gấu trúc panda, nó đang tỏ ra cực kỳ thích thú, hứa với lòng một ngày nào đó sẽ có một cuộc đọ sức với chị xinh đẹp hỏa hồ này. Chuyển cảnh đến Viêm Thành, hình ảnh một chú chim cắt mang sức mạnh siêu phàm nhất giai đang bay lượn trên bầu trời. Ngày hôm nay nó đến đây là để gặp Linh Nhi. Lúc này Linh Nhi đang trong phòng làm việc của cô ấy, nhìn thấy chim khách ngoài cửa sổ, Linh Nhi rất mừng rỡ. Cô liền mở cửa cho chim cắt. Chim cắt vừa bay vào, trên mùng nó có cắt theo một tờ giấy. Sau khi mở tờ giấy đó ra xem, Linh Nhi được biết chủ nhân đã phái Thanh Cương đi quấy nhiễu đoàn sứ giả rồi. Như vậy cũng tốt, vừa hay trong đoàn sứ giả có một tên rất khó đối phó, nếu như có thể giữ hắn ở đấy là điều tốt nhất. Bây giờ thực lực của Linh Nhi đang nắm giữ được một quân đội nửa thành của Lý tướng quân, nhưng trong đó 40% quân quyền bị Lý Nguyên Phổ đoàn trưởng sứ giả khống chế. Nếu như lần này hắn không quay lại nữa thì Linh Nhi sẽ nắm cho đội quân này. Sau khi nhận được tin tức, Linh Nhi liền dùng hỏa diễm của mình thiêu đốt bức thư tình của thần thụ đại nhân gửi cho cô ấy. Linh Nhi tiểu thư, một giọng nói cất lên, hóa ra đây là bộ đội ghen độc hút máu. Cô ta tới báo người tên là Lý Hạo kia đã đến tìm cô rồi, hắn đang ở bên ngoài đợi. Đây chính là cái thanh niên trên mặt xăm hình tia chớp mà lúc đi ý kiến thần thụ tính hổ báo cáo trồn cơ, ai dè lại bị dọa cho vãi cả đái. Linh Nhi không hiểu sao hắn lại đến đây nữa rồi. Cô ấy liên bảo với cô em ma cà rồng kia biểu mình ra ngoài tu luyện rồi không có ở đây. Cô em ma cà rồng này rất là ngoan ngoãn, vâng lời Linh Nhi răm rắp. Linh Nhi còn hỏi thêm, cái vụ tinh huyết bổn mệnh từ lúc nào mà luyện chế xong vậy? Em ma cà rồng kính cẩn đáp, thưa tiểu thư Linh Nhi, đã xong được 4 giọt, còn thiếu 1 giọt. Sau này có thể đem thiếu tướng Lý Hạo biến thành người nhà của cô rồi. Thấy mọi chuyện đã ok, Linh Nhi liền cho cô em ma cà rồng này lôi ra ngoài đi xạo lờ cái thằng Lý Hạ kia. Chuyển cảnh về với thanh niên thần thụ nhà ta, xung quanh cái cây này tỏa ra nguồn linh lực dồi dào, nguồn khí tức này làm cho tất cả những loài động vật không dám tiến gần. Mà lúc này thần thụ lại để ý bông hoa trên thân của hắn, đây là nguyên tố hoa, thăng cấp linh lực lớn, còn có thể đem sinh vật chuyển hóa thành sinh mệnh của nguyên tố hỏa. Thần thụ bắt đầu đếm, bây giờ nó đã có 9 cánh hoa, ơi khi mở ra điều chỉ có 4 cánh, xem ra đóa linh hoa này hoàn toàn không giống như trước đây. Bỗng nhiên hệ thống kêu lên vip vip, màn hình hệ thống xuất hiện, tăng thêm kỹ năng, tiểu thần thông, viêm chi toái vũ. Vô số ngọn lửa giống như lông vũ rơi xuống từ trong không trung, thiêu cháy vạn vật. Thần thụ tính toán, không giống với cái phòng ngự của tinh hóa, lần này là kỹ năng loại công kích, thần thông công phạt sao, kỹ năng ngon. Thần thụ test thử xem nó có ra ngô ra khoai không. Úm ba la xì bùa, một cột linh lực chọc thiên xuất hiện, sức mạnh này đâm thủng 9 tầng mây xanh, màn đêm tối đen bỗng chốc hiện ra rõ rệt. Cô em người cây cùng các bạn hổ ngơ đang ngước nhìn, ôi má mì ơi, thực lực của thần thú đại nhân lại mạnh hơn rồi. Cô em này đứng ở một chân trời xa vắng, đưa mắt nhìn cái cột sáng chọc chơi đó, bỗng chốc trên trời rơi xuống vô số quả cầu lửa. Cả cái đám dị thú ới, chả lẽ ngày tận thế tới rồi sao? Thân thủ một mình ngước nhìn khung cảnh thần vĩ này, nếu như dùng chiêu này ở đây, tất cả đều sẽ bị hủy hoại, uy lực này còn lớn hơn gấp 100.000 lần bom hạt nhân, vẫn không nên thừa ở đây thì hơn, hơn nữa đây mới chỉ là sử dụng 20% linh lực. Thế là thần thụ bắt đầu nhắm mắt buông tay, thu hồi hết tất cả linh lực của mình, hàng ngàn quả cầu mang nhiệt tăng từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên vỡ ở trong hư không, y như những bong bóng xà phòng vỡ tan vậy. Nếu như hoàn toàn phát động chiêu này, có lẽ đến ngay cả mê vụ đại sơn đến đây điều hóa thành biển lửa. Một màn vừa rồi của thần thụ đã dọa cho cô cậu chim cắt vừa mới báo tin trở về bỗng nhiên trở thành một kẻ ngốc. Ta là ai, đây là đâu, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Sau khi chiêm nghiệm sức mạnh của skin mới, thần thú nhận định rằng sức mạnh của thần thông và liễu diệp phi đao hoặc là vũ chi trưởng khống hoàn toàn không giống nhau. Nếu như người sau có năng lượng đặc thù này, vậy người trước sẽ càng giống. Đây là pháp tắc chi lực. Bỗng nhiên trên trời có tiếng vang cục ta cục tác. Ồ, hóa ra tiểu đội lính đánh thuê đã trở về. Một con kềnh kềnh đang quát nó một con gấu xám, còn con khác thì đang chở nàng thơ xinh đẹp cửu vĩ hồ. Tôi trước mặt thần thụ, con gấu trắng Bắc Cực hóa thành gấu xám được vứt xuống. Thần thú tấm tắc khen, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi, tất cả các ngươi đều làm rất tốt. Lúc này thần thụ bắt đầu mở hệ thống siêu phàm của mình ra, trước mắt nó là một thi thể siêu phàm nhị giai gấu cực băng nguyên. Lúc này chị đẹp mới ấm ức nói, thưa chủ nhân,
Tính cách của con gấu này cực kỳ kiêu ngạo, đánh chết cũng không chịu khuất phục. Thà là bị thiêu chết cũng không chịu khuất phục luôn, mà khi trên đường về nó đã thử phản nam, suýt chút nữa còn đem kềnh kềnh đánh bị thương. Thần thụ lúc này mới giải thích, sinh vật của siêu phàm nhị giai, linh trí ngang bằng với loài người, mà thực lực còn đáng sợ hơn. Muốn thần phục nó không phải là chuyện dễ dàng gì, chuyện này cứ để ta ra tay. Thế là thần thụ phang chiếc rễ to trà bá của mình, cuốn con gấu xám này lên. Đầu tiên thần thụ thít chặt, làm cho con gấu này kêu lên ai ái, sau đó thần thụ truyền cho nó một nguồn năng lượng gì đó, nó có màu xanh lam lạ kỳ. Sau đó thần thụ mang con gấu này lên dò xét kỹ hơn, không những linh lực, đến ngay cả nguyên tố cũng bị hấp thu rồi, cũng tốt, thích ứng sớm hơn để chuẩn bị cho sau này hấp thu linh lực. Thế là thần thụ lại truyền cho nó một nguồn năng lượng màu xanh lam, làm cho cu cậu khóc than gọi mẹ. Sau khi mọi chuyện đã ô sơ kê la, nó hỏi tình hình của khu mỏ nguyên tố băng như thế nào rồi phải theo đánh giá sơ lược, có lẽ là mỏ linh thạch cỡ vừa. Bây giờ Bạch Xà cùng với lão Cửu đều đang còn tu luyện, nói là tu luyện vậy chứ, thực ra con gấu trúc panda này đang ăn lấy ăn để, trong mồm mà cứ nhồm nhoàm, sợ người ta tránh mất không bằng. Mà lúc này thần thụ nhận ra một điều, đàn em thuộc tính băng của nó quá ít, xem ra phải thu phục thêm nhiều đứa băng hệ nữa rồi. Ê cái thằng gấu xám kia, mày có bằng lòng theo ta khởi nghiệp hay không? Sau khi nghe được những lời thân thương này, con cầu trắng này không chịu nghe theo, nó cứ ứ. Tạm dịch ra là, tao đéo thèm vào cái tổ của chúng mày đâu, tao muốn về nhà với dàn hát karaoke của tao cơ, gáo gù gáo gổ. Ồ vậy sao, thì ra mày chọn cái chết. Dứt lời thần thụ đem cái rễ bọc haki của mình lên, thực hiện một pha xuyên táo vô cùng đẳng cấp. Hệ thống lúc này xuất hiện thông báo: đánh chết gấu cực băng nguyên siêu phàm nhị giai, điểm tiền hóa tăng thêm 24 vạn, ngươi đã thành công cướp được năng lực của gấu cực băng nguyên. Sau khi nhận được thông báo này, thần thú vui mừng khôn xiết, ôi trời ơi đây là cái gì đây, suýt nữa thì quên mất trò chơi rút thăm trúng thưởng này, hê hê lần này lời to rồi. Hệ thống thông báo: năng lực đặc thù băng tuyết phong bạo level 1, ảnh hưởng đến thời tiết, có khả năng hóa thành mùa đông lạnh lẽo. Thần thú rất vui, không ngờ đây là năng lực khống chế thời tiết, lần này có thể đoạt xá được một năng lực như vậy, đúng là siêu cấp nhân phẩm VIP Pro, nếu như có thể khai phá ra nhiều năng lực thời tiết hơn, không chỉ có lợi cho sinh tồn của dị thú thuộc tính, cũng có thể sử dụng trong chiến đấu sau này, xem ra lần này phải nhanh chóng xuất phát đi Bắc Cảnh rồi. Lúc này tại biên giới Thạch Thành, đây là một sa mạc, hoang mạc gì đó, nói chung là ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Một đoàn xe của sứ giả liên bang đang di chuyển, tất cả đang di chuyển đến để tham gia một buổi sự kiện, đoàn sứ giả này của 10 nước khác nhau. Cô em bưởi ruột đỏ này chính là một thánh nữ, thuộc team của bà La Thành giáo, có năng lực siêu phàm nhất giai, đi bên cạnh là một bà cụ già nua, còn cái tên Hao Hao giống thần thụ, nickname là bà thụ, sức mạnh thuộc siêu phàm nhất giai. Cô em bưởi ruột đỏ này lên tiếng hỏi bà lão: "Bà thụ, liên mang thật sự đáng sợ như trong lời đồn sao?" "Đúng rồi đó, ở thời đại siêu phàm này, chúng ta cuối cùng cũng đã chậm hơn người ta một bước rồi, hóa ra đây là đội chủ nhà." Phái đoàn này đang chờ đón người của liên bang, bước xuống là một thanh niên có bộ tóc đỏ hoe như Sơn Goku, đây là đệ tử thứ hai của Lý Tướng Quân, Lý Nguyên Hổ, siêu phàm nhất giai. Vừa bước xuống thanh niên này đã nở một nụ cười tỏa nắng, nhưng nụ cười lại làm bà cụ này không rét mà run. Bà cụ dùng ánh mắt trầm ngâm dò xét, đó chính là Lý Nguyên Hổ, không hổ danh là người mà Lý Tướng Quân nhìn trúng, linh lực tỏa ra đến mức đáng sợ. Lúc này Lý Nguyên Hổ bước đến, anh cố tình để lộ ra linh lực khổng lồ, mục đích là lấy le với em thành nữ kia, thêm vào đó cũng phải tạo được uy nghiêm, làm cho toàn bộ cường giả nhập giai cửu cấp ở phía sau cô ta phải rén trước sức mạnh của mình. Cái này Lý Nguyên Hổ nói, xem ra đoàn sứ giả của 10 nước này cũng khá là mạnh, đem đến không ít cao thủ. Nghe vậy lão bà liền đáp lại: "Ngươi không phải cũng như vậy sao? Người ta không biết còn tưởng ngươi đến đây để khai chiến nữa đấy. Bọn họ đều là tinh nhuệ trong quân đội, đem theo bên cạnh cũng có thể gánh vác được một vài việc, hoặc là đề phòng sự cố ngoài ý muốn, mong bà bớt lắng lo." Lý Tướng Quân đúng là thích nói đùa, ở nơi này sao lại có nguy hiểm được chứ? Bây giờ mời Lý Tướng Quân cùng nhau vào ăn miếng bánh uống cốc trà nào. Tên tướng quân này vẫn nở nụ cười dạng người đó hiên ngang mà bước vào, nhưng đâu ai biết rằng ở phía dưới lòng đất, thanh niên đầu đất của chúng ta đã phục sẵn ở đó. Cậu ta xây dựng cho mình một hang động dưới lòng đất, tất cả các cột trụ ở hang động bắt đầu vỡ nát. Thoáng chốc toàn bộ sân bắt đầu bị sụt lún, tất cả lớp đất đá như đang bị rơi xuống vực sâu không đáy, khiến cho tất cả mọi người cũng vì thế mà rơi cùng theo. Trong lúc rơi xuống, thanh niên Lý Tướng Quân kia còn trách bà cụ, cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra đều là do bà cụ này làm, nghe thấy mình bị vu oan, bà già này nào mà dám nhận. Cứ ba la cái câu không phải do chúng ta làm, lớp đất đá cùng nhìn người cứ bắt đầu rơi xuống, như bị rơi vào một khoảng không vô tận nào đó. Lúc này Lý Tướng Quân với đôi mắt tinh tường của mình nhận ra phía dưới đang có một thứ gì đó, mà không đúng, bên dưới là hàng ngàn thứ gì đó, hàng nghìn đôi mắt cứ lập lòe, tỏa ra một khí tức đáng sợ. Hắn ta hét to: "What the hell?" Khi đã rơi xuống một độ sâu nhất định, tất cả đám chuột biến dị này bắt đầu lao tới, bốn phương tám phía khóa chặt con mồi. Cô em bưởi đỏ này nhận ra đây là nhóm chuột biến dị, liền ra lệnh cho mọi người phản kích, nhưng mà phản kích chả thấy đâu, chủ yếu tất cả đều làm thức ăn cho đám chuột này. Xét về năng lực, cái đám chuột này toàn cấp 8 cấp 9, lấy cái số lượng áp đảo, làm cho đám nhân loại không có cách gì để phản kháng, chỉ biết hét lên trong vô vọng. Lúc này ở một góc khuất nào đó, thanh niên đầu đất bắt đầu mới bước ra sân, theo sau là một đám chuột to trà bá, đây mới là đội quân chính trong cuộc chinh phạt lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn, mà nếu không biết nói gì thì thả tim vào bình luận nha. Bên mình cũng làm các bộ review khác xuất hiện trên màn hình đó,
bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.